Mùa xuân được xem là mùa khởi đầu của niềm tin, may mắn và hạnh phúc. Hòa cùng cảm xúc ấy, trong tâm thức của những người dân Việt Nam, bên cạnh sự cầu mong sức khỏe, an khang thịnh vượng đến với bản thân và gia đình mình, có lẽ ai cũng đặt niềm tin và kỳ vọng thật nhiều về sự đổi thay, phát triển ngày thêm tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn cho quê hương, đất nước. Cùng với nhiều công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Nhật Nam hy vọng năm 2024 này sẽ có thêm nhiều niềm vui mới với chính sách ưu đãi giúp công nhân được làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh hơn. Bởi, việc chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho công nhân lao động không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mà còn góp phần đảm bảo ổn định chính trị, xã hội trong tình hình mới. Riêng bản thân tôi thì cảm thấy năm nay rất là ý nghĩa bởi vì có một cái chợ Tết vô tận khu công nghiệp. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hôm nay là kinh tế rất là khó khăn mà các cấp chính quyền rồi công đoàn tổ chức một cái phiên chợ như là gần như là giảm giá 50% rồi được tặng thêm cái phiếu 300.000 cho đoàn viên nữa. Công nhân người lao động bản thân em thì thấy là 300.000 rất là ý nghĩa. Không riêng tôi mà tất cả các anh em công nhân đều mong là năm mới giống như sang năm thì sẽ công việc thuận lợi hơn, công ty làm ăn phát triển hơn. Nhà nước cũng vậy, chính quyền cũng vậy, cũng sẽ phát triển hơn để mà chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động ngày một tốt hơn. Hy vọng là mỗi năm cũng sẽ có một cái phiên chợ như vậy để anh em công nhân được đến mua sắm rồi giao lưu, trao đổi với nhau nhiều hơn, nhiều công ty sẽ được gặp gỡ nhau hơn nữa. Năm 2024, Trà Vinh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5% trở lên, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 88,9 triệu đồng một người một năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 34.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung công tác tuyên truyền, tư vấn, giải quyết việc làm mới cho 23.000 người lao động. Tỉnh tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian gần nhất. Năm nay gia đình cũng trồng được hơn 2 công bầu và 3 công đậu phộng. Thì giá hiện nay giờ nói chung thì trong cái giá thị trường hiện nay là nó cũng có ổn định. Mà riêng về cái bản thân á, thì có hy vọng Tết năm nay nó là được một cái mùa xuân ăn Tết được vui vẻ, giá cả thì có thể nó cũng ổn định hơn. Chung là đường điện giao thông thì nó cũng có là đầy đủ hết trơn rồi, thì chỉ có mong muốn á, là ở nhà nước để hỗ trợ tập huấn về cái khoa học kỹ thuật rồi cho sao để cho người nông dân ở tại địa phương này ngày càng được cái tiến bộ hơn. Bước sang năm 2024, bản thân tôi và tập thể của nhà trường sẽ cố gắng thực hiện đạt hiệu quả. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện mô hình xây dựng văn hóa đọc cho học sinh và giáo viên thông qua xe tri thức và xây dựng thư viện thân thiện. Cái thứ hai là cố gắng tạo mọi đủ điều kiện để chúng ta tiếp tục thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông theo quy trình của lớp 5. Tiếp tục chương trình giáo dục phổ thông của lớp 5 theo chương trình 2018. Cái thứ ba nữa là thực hiện hiệu quả cái đề án 01 của tỉnh và sở giáo dục phát động, đó là xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục. Trong cái năm mới thì trường Đại học Trà Vinh rất là quan tâm đến cái hoạt động về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Nó được thể hiện bằng cách cụ thể hóa vào cái kế hoạch chiến lược của nhà trường. Thì trong năm mới này thì trường Đại học Trà Vinh sẽ chú trọng về lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các em thông qua các cái sự kiện, các cái diễn đàn, các cái hội thảo chuyên đề, để qua đó các em nhận thức được cái vai trò của vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thì bên cạnh đó thì trung tâm cũng có xây dựng những cái chương trình đào tạo về kiến thức, kỹ năng cho các bạn sinh viên một cách chuyên sâu, như là các cái khóa ươm mầm ý tưởng hoặc là các cái khóa kinh doanh online, để mà có thể hỗ trợ cho các bạn một phần nào đó về kiến thức, kỹ năng để các bạn có thể khởi nghiệp ngay từ ghế nhà trường hoặc là sau khi ra trường. Những ngày đầu năm mới là dịp để mỗi người chúng ta cùng nhìn lại năm cũ đã qua và hy vọng những điều may mắn sẽ đến. Bởi thế, chúng ta hãy cùng tin tưởng và kỳ vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương Trà Vinh trước thềm xuân Giáp Thìn 2024, để cùng nhau sống, lao động, học tập và cống hiến, vững tin bước tiếp trong niềm khát khao, tự hào đổi mới và hội nhập.